Vâng, kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chào. Chào chú ạ. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta đang được giao lưu rồi, rất vinh dự hôm nay được các anh đến thăm nhà vườn. Dạ vâng. Chú ơi, đây là một cái tác phẩm cháu thấy là rất là nổi tiếng ở trên cộng đồng, nhưng đến hôm nay cháu mới lại được chiêm ngưỡng trực tiếp. Thế chú giới thiệu này nhá, cái cây này ấy, thì chú là Vũ Ngọc Thường. Năm nay chú 6-7 tuổi rồi. Vâng. Thế cây này thực tế là chú sở hữu đến nay cũng được vào đi 19 năm. Nếu tính ra 19 năm, 2004, đúng là 2004. Đấy, mà mua cây này ấy, thì là nguồn gốc xuất xứ của nó là ở dưới Nam Điền nữa. Từ Nam Điền ạ? Ở Nam Điền đấy, gốc xuất xứ đấy. Mà cái cây này nó cùng với một đôi mấy lại cây quả nhà anh Cường Thóc. Vâng. Ở ngoài Dương. Mà cây của anh Cường Thóc là cây long chúa đấy, ghi là tên là long chúa, là cây đấy là cây xé rối. Vâng. Tức là xé ra để chơi, mà cây đấy thì nó lại được cái bộ bệ, nó hơn bộ bệ của tôi. Vâng. Thế cái cây đấy ấy, thì là trước đây là nó đã đi được mấy nơi rồi, nhưng cái cây này là ngày xưa là các anh ấy chê là cái bộ chân xấu. Thế nó còn lại ở với ông chủ đấy. Vâng. Thế thì ông chủ này thì nó lại, ông ấy cũng là người sở hữu về sau này, nhưng còn gốc tích cây này là của cụ gọi là cụ cụ Hán Hòe. Cụ Hán Hòe đúng rồi. Ừ, dưới Nam Định là Hán Hòe. Thế xong từ cụ Hán Hòe mà chuyển sang đến ông cụ Tu, ông cụ Tu. Đấy. Thế từ ông cụ Tu là chuyển về tay tôi đấy. Chú sở hữu cái này lâu chưa ạ? Chú sở hữu đấy từ năm 2004. 2004. Ừ. Tức là cách đây là vì trước đây nó là một cái long nguyên bản luôn đấy. 20 năm. Đã 20 năm. Trước đây nó là một con long nguyên bản mà. Dạ. Thế thì về đây thì là đến năm 2006-2007 đấy, thì bắt đầu là làm lại đá. Đá thì cái này là tác phẩm đầu tay của anh Tiến Còi ở trên Hà Tây đây. Tiến đá đâu? Tiến đá đấy, của anh Tiến. Dạ. Đá đấy. Tiến Còi làm đấy, tác phẩm của tôi cây này. Tiến anh đi làm nhiều. Anh ấy mới vào nghề đấy, anh làm mới được có độ một năm, hơn năm rồi anh về anh làm cho tôi cây này. Đấy là thời tác phẩm này là tác phẩm của anh Tiến Đá, là làm đá. Nhưng mà được cái chú làm rất là đẹp cây này. Vâng. Cháu thấy cái nếu nói về bộ bệ thì ai cũng phải khen được chú Tiến Đá, chú làm bộ bệ này đẹp. Cái này là nó có hồn mà. Có hồn. Vâng. Chú ơi, cái cây này của chú là nó phải là tính dạng nông hóa. Bởi vì tại sao cháu vào đây là anh nhìn thấy da của nó như mức độ này. Khi mà đi vào đây cháu lại gọi là giao long, bởi vì nó con long này có vảy hết rồi. Ừ. Này quý vị, trông phải nói là rất là dữ dằn luôn, trông gai cây dáng hài mặt ghê ngọn luôn. Đẹp. Và đặc biệt là cây long này có hai tử, ba tử đúng không ạ? Tử rất là duyên, tử liền. Tử lưng này, vâng. Tử bụng này. Tử bụng này, tử lưng này, tử cõng ở trên kia nữa đúng không ạ? Ừ. Đây chúng ta nhìn ra từ mặt này để xem tổng bóng mặt từ mặt này. Đây là mày tôi chơi thì mặt này là mặt sau. Ừ. Đẹp quá. Bản thân những cây con tử này đứng riêng nó đã là một cái nó đã một tác phẩm rồi. Vâng. Đấy, đây tử này đẹp không chú? Yeah. Đấy có những anh bạn anh ấy trêu đùa anh bảo bây giờ bác bán em cái tử thì bao nhiêu tiền để mua. Bóc ra đúng không ạ? Ờ, cây tử bằng tiền với lại cả cây thì bán. À đây. Cái này nó như là một cái gậy thôi. Chống. Để chống cái tay đỡ ra để cho đỡ mỏi tay thôi. Vâng. Đấy là một cái tay hoành. Đấy, nó chạy dài ra. Thì mình để này để cho nó tính chất là đấy, chứ còn dưới chân này nó cắt hết đấy, chứ không để dễ. Đấy cây này thì nếu mà nói về sách vở ấy thì tức là mỗi một người mỗi ý chơi. Vâng. Đặt tên kiểu nào cũng được. Đấy. Đặt tên là long hóa lão cũng được, mà cây gọi là cây lão cũng được. Đấy. Nó có nhiều kiểu gọi lắm. Vâng. Cái tay bay đẹp quá chú nhỉ. Vì thế chú bây giờ nhá, cả cái tay một của chú nó cái đường. Đây chú mới chỉ cái này để cho cháu thấy nhá. Đường chạy của nó cũng thấy nó cũng độc đáo.
Vâng. Đây này chú nói cháu nghe nha, nếu như con này là ngày xưa nó là một con long thì cái cung này nó phải là cung chữ C. Chỗ này này, chỗ này nó phải xuống đây nữa cơ. Nhưng đây của chú là từ đây lên đây thì nó nằm một cái khớp như là ở cái bụng của mình này. Đấy, đây là dưới chân riêng và đây riêng. Thế cái tay này nó, cái tay hai này thì nó bay ra tận đằng này. Đấy, xong nó vòng xuống đây nó đỡ một cái đứa con ở trong bụng. Đấy. Thế còn cái tử này ấy thì đã đẻ cũng được mà không đẻ cũng được. Đấy, tức là mình đẻ thì cho nó vui thôi, cũng giống như cái kiểu mà ông con mình có cái giái tai ấy, cái giái thừa ấy. Vâng. Nó gọi là cái sú, cái tê vẹt thôi. Vâng. Đấy, là cái này nó không phải là cái điểm chính quả nhấn của cái cây này. Có được không? Vâng. Nó không điểm chính đâu. Nhưng mà điểm nhấn của nó đây này là một cái tử lưng này. Đấy. Thế cái tay một đây này, cháu quay ra đây thì chú mới phân tích này. Đây con này ngày xưa nó bị lỗi ở cái tay này, nó là con long thì nó bị lỗi. Nếu mà cái tay một đấy phải bọc ở chính giữa đây cơ. Đấy, vào chỗ này. Thì mới là chuẩn. Thế nhưng khi con này thì nó có một cái tay một đấy mọc ở bên nách. Thế thì ra đây nó lại có tử lưng thì bây giờ tôi mới về tôi nghiên cứu thì làm cái này thành ra là cái tay một này nó ôm lấy cái tử lưng. Tức là như cái kiểu là một người cõng 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 một đứa cháu ở trên lưng. Vâng. Đấy cái tay đây. Thì bây giờ là đây tôi mới lại đây cháu lại ra ngoài để cháu chú mới làm cái mẫu của nó đây, đúng đây. Đây. Như mình đây là chống một gậy. Đỡ một đứa cháu cõng đứa cháu trên lưng. Đây cái tay một đây. Vâng vâng. Đấy tay hai thì ra đây. Đấy là rơi xuống dưới. Đúng như nào? Đấy, rất là giống nhá. Anh vâng, em, vâng, vâng. Nếu mà nói về để vào sách và thế thì cây về sau này người ta sẽ chơi kỹ. Đấy, vâng. Quay về trở thời kỳ chơi thế. Dạ. Đấy, mà thế thì cây này bình rất được nhiều kiểu. Đấy, nhiều kiểu bình lắm. Đúng rồi. Rõ ràng cái tay một nhá, quàng xuống đây này. Đấy, tay hai rơi xuống đây, đỡ đứa cháu trong bụng. Vâng. Cái tay một thì vòng dây để đỡ cõng đứa con ở trên lưng, đứa cháu trên lưng. Vâng. Đấy. Rất là hợp lý. Hợp lý chứ. Nhưng mà đúng là chú lại nghĩ ra được cái tay vắt để ôm được cái thì cái này đây này, cái chỗ này thì nó khác gì nào mà cái vai của mình đâu. Vâng. Đúng không? Cái bờ vai đây. Thì đây nó vòng này, chỗ này nó tay này lượn đây nó ôm được sang đứa cháu ở bên này. Vâng. Đấy, đây là đứa cháu ở trên lưng này. Đấy còn cái tay một này, tay hai này thì rơi xuống đây. Để đỡ đứa con ở trong lòng. Vâng. Đấy. Cho nên cái này rất nhiều kiểu bình. Tức là ai bình kiểu nào được kiểu đấy. Thì đây nó cũng là những cái tác phẩm này coi như nó cũng là đây là tác phẩm đẹp. Về Hà Nam thì chắc là đẹp cũng đẹp. Có cây hàng to, hàng trung, hàng cẩu thì là phải nói là cây của tôi chứ không còn cây nào khác hơn. Vâng. Chính xác luôn. Đây chúng ta ngắm kỹ hơn thì còn cái bộ này chân rễ của nó rất là phân biệt rõ ràng rành mạch. Đường đường nhé. Đây này, những cái chỗ này thì không ai bấu được người ta. Đây, vâng. Những cái đường nu này. Còn cái này thì đánh giá thì như tôi điều tra hỏi ra thì các cụ cũng nói là nó cũng phải trên 100 năm tuổi rồi. Trên 100 năm. Chứ không có dưới 100 năm tuổi đâu. Bông tán chúng làm đẹp lắm này. Đầy đủ hết. Ngợi chị 20 năm rồi. Nhìn mặt nào cũng đẹp. Càng nhìn xa càng đẹp ấy. Vâng. Nói chung là cái này trước đi triển lãm Hà Nam mà chú. Ôi chú đi nhiều nơi rồi. Vâng. Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh rồi là Hưng Yên. Hưng Yên. À và cây này cháu thấy xuất hiện ở cũng nhiều đấy. Ở trang bìa của tạp chí Việt Nam Hương Sắc đúng không? Ừ, năm 2011. Vâng. Đấy, từ năm 12 ấy phải. Từ năm ở cái trang của Hương Sắc Việt Nam ấy. Vâng. Là có đấy. Việt Nam Hương Sắc. Đấy. Tuy cây này thì tiêu chuẩn của nó cổ kỳ mỹ là đủ hết rồi đấy anh ạ. Đủ đúng không? Đúng không? Kể cổ cả. Thì rất là cổ rồi cổ nhá. Cổ kỳ mỹ văn luôn. Kỳ thì bắt đầu đấy. Ừ, cổ kỳ mỹ văn luôn. Đấy, đủ hết. Bởi vì đây đủ bốn yếu tố. Đấy. Nếu mà chú mà phân tích như thế thì đây là tác phẩm mẫu nghi. Ừ. Mẫu nghi. Mẹ mà. Con trước con sau cõng bồng bế. Đấy đủ hết. Mẫu nghi thiên hạ đấy. Thường cái đoạn này thì mình chỉ để cho nó thành cái như cái kiểu cái sú cái vẹt cái tay mình có cái tật thôi. Nó bỏ đi thì là nó cũng khác. Để nó có cái ấm chân. Có những cái đẹp mà để cũng đẹp. Còn ấm hơn.
Nhưng mà cháu thấy là cái tác phẩm này của chú, cái thứ nhất là đây là một cái cây chắc chắn cây cổ rồi, chắc nó cũng phải hàng. Không phải đâu, mà cây này nếu nói về bay mấy tỉnh ở mình miền Bắc này là mấy tỉnh ở miền Bắc này rất ca ngợi về con này. Cũng phải hàng trăm năm rồi. Hai là cái chú phân tích ấy, cái mỹ thì đương nhiên đẹp rồi, nhưng về cái văn ấy thì cháu rất thích ở cây này, đó là các cây tử rồi, vì cái phần cây chính ôm ấp cõng bế. Chú nói cháu nghe nhá, nếu nói đúng ra cái cây này này, vì cây này của chú nhá, mà lúc bây giờ là những cái cây long nó sốt cao chưa từng có. Vâng. Nhất là như cái cô hương sợi ở dưới Nam Định, gọi là cô hương sợi. Vâng. Ở dưới Nam Định ấy, nó cố bảo chứ mẹ ông thương không có con long này thì em phải mua. Thế mà cô mua đến hàng trăm cây về, cô không chọn được một cây nào được như cây này làm được. Đúng rồi. Đấy. Úi giời, cô hương sợi đúng rồi, cô bỏ tiền cô mua nhiều lắm qua đây. Vâng. Đúng, mua hàng trăm cây long. Bây giờ cứ về Nam Định hỏi cô hương sợi, bảo cô mua long, mẹ mua long đấy đã là vì cây này này mà cô mua đấy. Đúng rồi. Ừ. Mà cô nghiện cây lắm. À. Con xin chúc mừng cô chú và gia đình sở hữu một cái tác phẩm, phải nói là một tác phẩm xanh cổ để đời. Và hiện tại thì mỗi một cái người ngắm đều ra cho mình một cái ý tưởng về tên của tác phẩm, cũng như là những cái bình kiều nào cũng được, bởi vì là cái cây này nó có rất nhiều nét đẹp, rất nhiều cái nét suy nghĩ để anh em đưa ra. Xin cháu xin chúc mừng cô chú ạ. À, xin càng nhìn càng đẹp. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà tiếp theo.